Liên tục trong 3 ngày qua, từ ngày 27 tháng 9 đến nay, các khu vực miền Bắc và Trung, Tây Nguyên Việt Nam có mưa lớn, gây sạt lở và ngập úng nghiêm trọng, báo hiệu mùa mưa bão đang bắt đầu ập đến. Nhiều người dân ở thành phố Đà Nẵng không muốn nêu tên cho biết họ đã chuẩn bị tinh thần chống bão vì năm nào cũng sẽ có. Tuy nhiên, năm nay đang giữa cao điểm dập dịch COVID-19 mà lại hứng thêm bão, họ chưa biết ra sao. Nam mô tới mùa mưa bão là phải chàng chống, chứ còn Nam đây là đặc biệt là có dịch này rồi cộng với mưa bão nữa, cái cuộc sống thì khá khó khăn, nhưng mà biết thế rồi chứ trừ để mình khắc phục chứ cũng nhà nước rồi cũng quan tâm mấy sức rồi. Cuộc sống thì đương nhiên là đã khó khăn rồi, tại vì dịch bệnh nó kéo dài á hả, năm mấy rồi, 2 năm thì tới đây tới lại hoài đó, rồi mình cũng là coi như là cố gắng mà sống qua ngày, rồi giờ coi như là bão đến thì thiên tai đến chứ mình đâu có biết được đâu, thì mình cố gắng. Bão nó đến là coi như mình không muốn nó cũng đến rồi, thiên tai là mình không muốn là phải đến rồi, mình cũng cùng lo chứ, mình cũng lo chèo chằn chống chứ sao không lo. Mà ví dụ như nhà mình đã chắc chắn trước thì mình đỡ hơn, còn ví dụ như nhà mình nhà tạm bợ thì mình vẫn cố gắng. Theo dự báo, khoảng ngày 5 tháng 10 bão sẽ di chuyển tây bắc hướng về miền Trung Việt Nam. Nhiều người dân tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do rằng thông qua các trang mạng xã hội, họ cũng nắm được miền Trung sắp có bão, nên hiện giờ nhiều gia đình đã bắt đầu chuẩn bị chằn chống đối phó đợt bão sắp tới. Mình bỏ cốt lên tôn rồi đó, tức là núi thì mình cũng bỏ đồ lên cho mấy nhà chuẩn bị hết rồi. Thì trừ dân họ cũng cua thông tin rồi cua trên mọn đồ, họ cũng chuẩn bị. Thiên tai nó đến thì hả phải chịu, mình phải cố gắng thôi, mình khắc khả năng của mình khắc phục tới đến đâu thì ai đến đó chứ chẳng biết được nữa. Khi mà bão đến thì mình cũng vẫn chằn chống, trước mắt thì chằn chống bỏ cát đồ căng dây đồ cọc dây đồ vậy thôi, còn khi nó vô thì nó bay hả sao thì không biết đường nữa, mình tự lo. Cũng chẳng chưa có ai mà đến để nhắc nhở hả, hỗ trợ gì chưa thấy. Tuy chính quyền Đà Nẵng chưa thông báo cho các hộ dân về tin bão sắp đến, nhưng người dân ở đây cho biết phía chính quyền đã có những động thái chuẩn bị đón bão. Nhưng mà mấy bữa hôm nay thì em thấy là hình như bên công ty môi trường đô thị họ đi tỉa cây, tỉa cành rồi đó. Trong họ bắt đầu vô mùa mưa bão rồi đó. Tuy vậy, vẫn theo lời người phụ nữ không muốn nêu tên vừa nói, do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian dài vừa qua, nên giờ cô muốn buông xuôi, không chuẩn bị gì hết. Dạ thì tại dịch thì cứ ở nhà hoài, không được đi làm, chứ còn mưa bão đồ nữa thì cũng lo lắng vậy thôi chứ. Nhưng mà cuộc sống thì phải tiếp diễn thôi. Nhưng chỗ nhà em đây thì bao nhiêu mùa mưa bão đây thì ví dụ như có chuyện gì thì nhà nước mới di tản chứ, còn không thì mình tự lo thôi. Ví dụ như bão, mà nếu mà dự báo thời tiết hoặc là dự báo là khả năng là bão mạnh đó, thì dân rồi tự thì chằn chống giúp nhau rồi đó. Còn nếu mà dự báo thời tiết mà nhẹ nhẹ thì thôi, thì cũng bình thường. Còn theo một người dân khác, bão lũ năm nào cũng kéo về, nhưng riêng năm nay, người dân đã hoàn toàn kiệt sức khi phải chống chọi với dịch COVID-19 trong thời gian quá dài, nên giữa việc lo bão đến đối với họ không lớn bằng việc lo thiếu ăn do đại dịch gây ra. Nhờ cái sự may rủi của trời thôi chứ khi mà dịch mà tiền miên thì bà con sống nhờ mạnh thường quân, sống nhờ sự hỗ trợ đây đó. Cho nên là hắn đã phấp phỏng biết bao nhiêu cái thời gian dịch rồi. Bây giờ mà phải bảo giờ nói chuẩn bị cũng không biết lại gì mà chuẩn bị. Nói chung là bây giờ không còn cái nguồn gì mà chuẩn bị nha. Năm này thì nhìn lại là nó là cái năm kiểu như là ngàn năm có một. Chưa có cái năm nào mà nó thê lương, chưa là cái năm này. Không phải là thê lương một cái thời điểm gì, thê lương triền miên 2 năm liền, kéo tới bây giờ vẫn
cái tới bây giờ vẫn chưa dứt. Nói thật là chỉ không phải là cái lo sợ thôi chứ không thể lo lắng được, vì bây giờ nó không có một cái tiềm lực, nguồn lực, cái sức lực gì để mà lo lắng nữa, chỉ biết lo sợ thôi. Dịch dập tới dập lui, bây giờ chỉ có dân chết thôi chứ còn con virus nó không chết mà. Bây giờ chỉ đó là dân chỉ biết lo lắng nữa thôi, và cơn bão thôi chứ cũng chẳng có làm gì hơn nổi. Cũng theo chia sẻ của người dân miền Trung, dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua khiến họ kiệt sức. Một bức tranh ảm đạm đang hiện ra trước mắt họ khi công việc bị mất, tiền bạc, lương thực cạn dần vì ở nhà hàng tháng trời. Khốn khó, thiếu thốn, đói kém là những cụm từ họ diễn tả về cuộc sống hiện tại. Lo dữ lắm chứ. Lo, rồi lo, lo là lo cái ăn thôi. Chứ còn tâm cho dịch bệnh mà nó qua mau để mình làm, mình mới có mà mình chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày được. Như đợt dịch vừa rồi đó, cũng có hỗ trợ được là cũng như 500 ngàn. Với lại trong 20 ngày mà cũng như là dừng mọi hoạt động của thành phố á, là cũng như là bên thôn thì có ví dụ như cho được cái rau, cái bắp cải đồ đó, nói chung. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 9, cho hay thành phố dự kiến sẽ nới lỏng giãn cách xã hội. Thay vì áp dụng chỉ thị 16, sẽ hạ xuống chỉ thị 19 vào đầu tháng 10, cụ thể từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10. Vào trung tuần tháng 9, sau khi miền Trung kết thúc đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cao điểm mùa mưa bão năm nay ở miền Trung là vào tháng 10, 11 và có thể kéo dài đến tháng 12. Dù không hứng chịu liên tiếp 4 năm cơn bão trong một tháng như năm 2020, miền Trung vẫn có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 cơn bão nối nhau vào Biển Đông trong thời gian tới.